Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình đã nói câu này khá là nhiều lần rồi, nhưng mà đây sẽ là một lần đặc biệt, tại vì đây là số 100. Và với số 100, người gọi là Centurion, thì nó cũng sẽ có một cảm xúc gì đó. Thực ra là mình chưa bao giờ nghĩ là DeFi Discussion có thể đi xa đến mức này, có thể được cái sự ủng hộ của mọi người nhiều như vậy, và có một sự đồng hành của một người rất là quen thuộc với các bạn thôi. Mình sẽ để Nguyên nói lời chào với các bạn trước. Ok, xin chào anh em. Thì như cái phần gọi là giới thiệu cũng khá là dạt dào của Phong, thì tập tuần này chúng ta sẽ có một cái cột mốc rất là đặc biệt. Thực ra thì khi mà nói chuyện với nhau á, thì bọn mình cũng có chia sẻ một cái là thường bọn mình rất là ngại những cái con số mà nó tròn như thế này. Thường thì anh em sẽ thấy là bọn mình sẽ có một cái dịp gì đó tổng hợp, hoặc là một cái nhìn lại gì đó, nhưng mà nó thường rơi vào những cái con số nó khá là nó lẻ lẻ một xíu, và bọn mình rất là ngại những cái con số nó tròn kiểu như là 50, 100 các thứ. Tại vì thường nó sẽ có một cái trong tâm lý thôi, tức là khi mà mình có một cái ngưỡng nó tròn như thế này, ví dụ như 50, 100, thì mình sẽ thường sinh ra cái cảm xúc là ok, chúng ta sẽ muốn đâu đó là muốn dừng lại. Thì không biết là tập 100 tuần này nó có ảnh hưởng như thế hay không, hoặc là nó có một cái dớp gì đó hay không. Nhưng mà thôi thì nói chung là chúng ta cứ thử và cứ tiếp tục làm tập 100 tuần này, tập trung gọi là những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ và những cái góc nhìn nó cố gắng tập trung cho tập tuần này. Thì tập tuần sau thì chúng ta sẽ không biết như thế nào, thì cũng không dám hứa với anh em. Rồi thì ok, chắc là nhường lời lại cho host của podcast. Tập đặc biệt. Thực ra là tập đặc biệt, cho nên là chào hỏi nó cũng hơi dài dòng một tí. Thật ra là tập này thì bọn mình cũng chắc là sẽ dành nhiều thời gian hơn cho chính cái series này một chút. Chắc là trong một vài phút tiếp theo thì mình sẽ nhờ mọi người, các bạn đang nghe podcast này, mọi người trên bất kỳ nền tảng nào, có thể đồng hành cùng với mình và Nguyên. Trước khi vào cái phần chính thì mình có một số cái để gọi là để test xem là mọi người có phải fan cứng của series hay không. tại vì thực ra là đến 100 số rồi, và những cái topic, những cái keyword mà bọn mình nói, thực ra thì bảo là thị trường crypto nó mới, nó nhiều thứ vậy thôi, chứ bọn mình bào cũng ác. Có những cái keyword là lặp lại khá là nhiều lần, và ở đây mình sẽ đố cả Nguyên, tại vì mình là host của series, mình sẽ đố cả Nguyên cũng như các bạn một vài cái keyword mà bọn mình đã bào nhiều nhất, để xem coi là mọi người có đoán được chính xác là bọn mình đã có những cái cover đến như thế nào hay không. Thì ok, đố Nguyên là cái keyword nào mà mỗi lần Nguyên nhắc đến là mình đều bảo là thôi nói nhiều quá rồi, và mình sẽ không muốn nói nó nữa. Chắc chắn là stablecoin. Mình vẫn nhớ cái tập đầu tiên, hình như là tập số 7 á. Tập số 7 là nói về cái sự ổn định của stablecoin, và gọi là cái góc nhìn của mọi người về stablecoin nó như thế nào cho hợp lý. Tại vì đôi khi chúng ta nghĩ là stablecoin nó là một cái gì đó nó rất là ổn định và nó rất là an toàn. Tuy nhiên là ở cái thời điểm đó thì bọn mình cũng có share một vài cái góc nhìn rồi. Thì chắc stablecoin nó sẽ là cái thứ mà mình nói nhiều nhất, tại vì về cơ bản là nó cũng có rất là nhiều những cái biến thể và rất là nhiều những cái thứ nó chúc chắc ở phía sau trong cái cách họ thiết kế cái sản phẩm. Và nếu như mà mình không tìm hiểu kỹ thì có thể nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chiến lược quản lý portfolio của mình. Thì chắc đâu đó cũng phải gần 10 tập liên quan đến stablecoin. Không, mình nghĩ con vậy. Số chính xác là bao nhiêu, mình đoán xem con số chính xác. Và các bạn nếu mà đang nghe thì có thể dừng lại để comment, hoặc là nghĩ trong đầu xem là con số chính xác bao nhiêu tập bọn mình đã làm về stablecoin rồi. Chắc đâu đó khoảng mình nghĩ là 8 tập. Không biết anh em ở dưới có đoán được cái ở dưới comment có đoán được đúng cái con số hay không, nhưng mà mình nghĩ là 8 tập. Gần đúng. Thực ra là 7 tập. Stablecoin thuật toán, stablecoin cái tập đầu tiên mình nói, thế chiến stablecoin là 3, quản lý stablecoin là 4, liquid staking và stablecoin là 5. Stablecoin mới là 6, và cái gần nhất là USDC cũng là một stablecoin là 7. Ok, thì đó là cái keyword mà mình nói nhớ, tính ra là 89%.
thời lượng của cả series này sẽ nói về stablecoin. Đến cái keyword thứ hai, là nếu mà các bạn nghe nhiều thì chắc cũng sẽ biết được, đó là Ethereum. Ethereum là một cái topic bọn mình nói rất nhiều, tại vì nói như thế, nói nó là cái lá cờ đầu, nó là cái động lực để kéo cả DeFi đi lên. Thì đố mọi người biết, đố cả Nguyên nữa, là chúng ta đã có bao nhiêu tập nói về Ethereum rồi. Nếu như mà tính xét theo cái xuất hiện ở trên tiêu đề thì mình nghĩ là khoảng 5-6 gì đó. Nhưng mà nếu như mà để nói là gọi là có xuất hiện ở trong cái nội dung của cái tập đó hay không thì mình nghĩ là sẽ rất là nhiều á. Tính tiêu đề thì chắc đâu đó tầm 6 cái. 5 tập. 5 tập. Tập gần nhất là sự cố của Ethereum này. Tập cũ nhất là tập số 4 là EIP-1559. Và mình vẫn nhớ cái EIP-1559 đấy cách đây 2 năm. Ethereum 2.0, điểm nghẽn của Proof of Stake và Ethereum Virtual Machine. Thì nói chung là cũng có một cái dịp để mình gọi là mình thống kê lại, để mình nhìn xem là cái view của mình nó có bị gọi là over maxi quá hay không, thì mình nghĩ là chắc cũng khá là bị bias. Tại vì mình nghĩ là nhiều anh em đang nghe podcast thì chắc có thể sẽ có một cái này, chắc chắn sẽ có một vài cái nhận định là như thế này, tức là cái series này nó bị thiên vị cho một vài cái hệ sinh thái, hoặc là một vài cái dự án, hoặc là một vài cái từ khóa nào đó. Thì bản thân tụi mình thì cũng cố gắng thôi, tức là cố gắng làm sao để cho nó trung hòa nhất có thể, để làm sao để nó đưa lại một cái view nó sát với lại những gì mà thị trường đang quan tâm nhiều nhất, chứ không phải là bản thân tụi mình gọi là siêu hay là maxi cho một cái hệ sinh thái nào đó. Thì cái này cũng muốn nhấn mạnh với lại anh em là như vậy đó. Thì có thể là đâu đó một vài anh em khi mà trong cái view của mình thì không thấy support những cái hệ sinh thái mà bọn mình đề cập ở trong podcast, thì cũng ok, chắc là cũng gọi là có thể comment với nhau, chia sẻ với nhau những cái góc nhìn nó khác biệt như vậy thôi, chứ cũng không phải là siêu hay là dìm nhau gì như vậy. Thì mình nghĩ là cũng là một cái dịp để mình chia sẻ những cái suy nghĩ khi mà thực hiện những cái chủ đề cũng như là những cái từ khóa như vậy. Mình không biết là có bị hơi dài không, nhưng mà cái đấy thì chắc là tính sau. Bây giờ thì nó sẽ đến cái phần một cái thứ gia vị không thể nào thiếu được của DeFi Discussion, đó là cái việc bọn mình sẽ, nếu mà các bạn nghe bọn mình nói với nhau từ tuần này qua tuần khác sẽ rất là chán, cho nên là bọn mình luôn muốn có sự góp mặt của các khách mời. Ok, giờ đố các bạn luôn, cái này trả lời nó mới khó này, là nếu mà không tính, ok, sẽ có những người mà bọn mình tính là in-house, là người ở trong nhà, là mình, Nguyên và anh Poseidon và anh Andy, là bốn người là của team 68. Nhưng mà nếu mà không tính bốn người đấy ra thì đã có bao nhiêu khách mời từng xuất hiện trên DeFi Discussion rồi? Đủ cả Nguyên luôn đó. Trời ơi. 1, 2, mình nghĩ đâu đó tầm, tại vì bản thân mình cũng là người ngồi nghe lại, xong rồi mình lọc ra những cái tập mà có xuất hiện các vị khách mời á, thì mình cũng nhớ mang máng thôi, chứ cũng không đếm hẳn lại. Mình nghĩ đâu đó khoảng 12 người gì đó, 11, 12 người gì đó. Cũng nhiều. Bào, tính vậy tính ra là speaker mới là cái team được bị bào nhiều nhất. Nhưng mà thực ra thì đấy là câu chuyện cũng đúng thôi, tại vì về cơ bản là tất cả chúng ta đều có cái điểm mù, đều có cái bias nhất định của mình về thị trường. Tại vì thị trường tài chính mà, mọi người sẽ có một cái niềm tin, một cái quan điểm và một cái hệ, một cái bộ xử lý thông tin khác nhau. Thì bọn mình sẽ luôn muốn có sự input từ những builder, từ những người mà có nhiều kinh nghiệm trong ngành. Thì nhưng mà vậy thì ok, cái này hỏi thêm nữa là cái cuộc trò chuyện với ai khiến Nguyên cảm thấy được inspire nhiều nhất và được học hỏi nhiều nhất? Thực ra thì nếu như mà Phong hỏi mình câu này cách đây khoảng 1 năm, 1.5 năm gì đó, khi mà tụi mình làm cái số tập nó chưa đủ nhiều với các vị khách mời ấy, thì có thể mình sẽ pick ra một hoặc hai người gì đó. Tuy nhiên là khi mà cái số lượng speaker và cái số lượng cuộc trò chuyện nó dày lên á, thì thực sự là mình, cái câu trả lời của mình đó là mình không muốn pick ra một vị khách mời nào cả, và cái tổng hợp tất cả những cái chia sẻ của tất cả những vị khách mời đã có mặt ở trên DeFi Discussion theo mình nó là
cái câu trả lời hoàn hảo nhất. Tại vì có người sẽ có người sẽ hơi positive về cái này, có người sẽ negative về cái này, có người sẽ realistic, đúng không? Tức là có người sẽ thực tế một xíu ở cái đoạn này, có người sẽ bay bổng một xíu. Thì nếu như mà mình pick một speaker ra thì có thể cái câu chuyện và bọn mình muốn kể, cái góc nhìn mà bọn mình muốn kể nó sẽ hơi bị thiếu một xíu. Cho nên là để mà trả lời cái câu hỏi khó này của Phong thì chỉ có thể là một cái sự trung hòa giữa rất nhiều những cái góc nhìn khác nhau và những cái chia sẻ khác nhau của các vị khách mời thôi. Là muốn hết, là muốn tất cả mọi người. Ok, cũng được, đó cũng là một câu trả lời, đó là câu trả lời. thì đơn giản như thế này, tức là anh em mà làm trong ngành tài chính cũng có cái khái niệm về quản lý danh mục, đúng không? Không có ý so sánh gì, tức là mình so sánh về cái yếu tố về cái mặt cân bằng thôi, chứ không phải là ý mình bảo là speaker như là một cái mã token hoặc là một cái mã chứng khoán. Mình không so sánh theo ý đó, ý mình nói là về cái yếu tố balance trong cái góc nhìn. Thì trong quản lý danh mục các kiểu thì ok, chúng ta sẽ cần những thứ nó stable như stablecoin chẳng hạn, để nó trung hòa lại. Những thứ nó roll nhưng mà nó roll chậm chậm, chẳng hạn như những cái big cap, đúng không? Nhưng mà song song đó thì chúng ta sẽ cần những cái view nó hơi khác biệt so với thị trường, những cái token, những cái dự án nó dám đi ngược lại với thị trường và nó có một cái mức return hoặc là một cái biến động nó rất là mạnh. Thì khi mà chúng ta kết hợp nhiều thứ nó vào với nhau như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái danh mục nó được balance, và nó cũng là một trong những cái thesis cũng như là một trong những cái tạm gọi là cái triết lý hả. Cái triết lý thì nghe nó hơi ghê, nhưng mà đó là cái phong cách mà bọn mình muốn đưa vào DeFi discussion. Nó không phải là một cái thứ gì đó nó ok, tôi phải win ở cái mạng này, tôi phải chọn ra được một cái gì đó nó gọi là top 1, tôi phải luôn chọn ra một cái top 1. Không, bọn mình luôn có một cái cách làm sao để kết hợp những cái góc nhìn, những cái gia vị nó trung hòa với nhau nhất, để làm sao để cho DeFi discussion nó thân thuộc và nó, bọn mình hay nói vui với nhau là nó như là một cái buổi mà chả đá với nhau thôi, chứ nó không phải là 100% học thuật, đúng không? Nó không phải 100% về giải trí, nó cũng hơi có một xíu gì đó nó có yếu tố nghệ thuật trong đó. thì đó là bọn mình, tức là cái cách bọn mình kết hợp nó như vậy, nó cũng phần nào thể hiện cái cách mà bọn mình muốn truyền tải đến người nghe. Và nhân tiện nhắc đến nghệ thuật ấy, thì Nguyên sẽ không bao giờ, cái này là Nguyên sẽ không bao giờ nói mọi người, nhưng mà cái này thì mình sẽ là người nói. Mỗi cái hình ảnh thumbnail của DeFi Discussion đối với Nguyên thì nó đều xứng đáng đặt trong cái bảo tàng. Nếu mà sau này Nguyên có bảo tàng thì chắc là Nguyên sẽ có một cái NFT collection của 100 tập đầu tiên của DeFi Discussion chẳng hạn. Và thực sự là Nguyên đã thôi, bỏ cái này nhiều... thì không dám hứa đâu, không dám hứa về cái NFT collection. Nhưng mà Nguyên đã bỏ rất nhiều công sức vào cái việc đấy. Và thậm chí ở một tập nào đấy trong quá khứ, bọn mình đã từng thử chơi một cái trò là bỏ bao nhiêu tiền đấy, mình không nhớ chính xác số tiền, nhưng mà đó là một cái phần trích từ quỹ donate của mọi người trong FOMO Sapien ra, và bọn mình bỏ vào một cái ví và sau đấy bọn mình viết 12 cái seed phrase lên trên cái thumbnail đấy, và đó là một câu đố ẩn mình để cho mọi người. Nhưng mà lâu rồi mình với Nguyên cũng chưa check lại, không biết là có ai giải được cái câu đố không, đó chưa. Không, mình nghĩ là cái vấn đề có thể nó là vì cái ví đó là mọi người không rõ là nó nằm ở trên chain nào á, tức là đúng là 12 seed phrase nhưng mà chắc là mọi người không rõ là cái chain nào. Mình có nên bật mí không ta? Chắc là... Thực ra thì từ cái keyword mà nói ra từ đầu đến giờ thì chắc chắn là mọi người đoán ở trên chain nào rồi. Dễ mà. Ok. Nhưng mà ok, để sau cái tập này mình sẽ tích lại thêm cái ví đấy. Còn thì mình nghĩ là chắc là có người lấy được rồi á. Đó là một cái câu chuyện rất là vui khi mà kể cả... Thực ra là cái DeFi Discussion này mọi người thường là chỉ thấy có mình với Nguyên thôi, nhưng mà nó là cái công sức của rất nhiều người khác. Rất nhiều người trong team của 68 cùng hỗ trợ làm, cả editor, cả designer, cả những cố vấn về nội dung, bọn mình đều, đó là một cái thành quả của teamwork, và đi được đến 100 tập nó là một tuần rất là dài. Và Nguyên bảo là nên giống như một cái buổi trà đá vỉa hè, nhưng mà trà đá này nó cũng có nhiều nỗi đau, nó cũng có mọi người sẽ không biết là có những ok, thứ hai là lên podcast đúng không, 100 tuần là bọn mình chỉ miss đúng một tuần thôi, nhưng mà có những ngày vào tối thứ bảy chẳng hạn, Nguyên nhắn lại người ấy, mình chưa nghĩ ra
cái topic cho topic tuần tới là gì, mình có nên bỏ không. Nhưng mà câu chuyện là gì? Câu chuyện là khi mà bạn làm 10 tập, 20 tập, ok, bạn có thể bỏ, bạn cảm thấy là ừ ok, mình làm như vậy đủ nhiều rồi. Nhưng mà một cái buồn cười là mình càng làm nhiều mình càng cảm thấy mình chưa đủ. Bọn mình cái assess mà bọn mình tạo ra từ đó đến giờ nó chính là một cái động lực để mà cứ đẩy bọn mình ấy phải làm tới, và đó là một cái nỗ lực rất là lớn trong những cái đấy. Nhưng mà từ phía Nguyên thì Nguyên còn cảm thấy khó khăn nào khi mà cứ đi trà chanh vặt nhau vào mỗi tuần như vậy không? Cái lúc mà chuẩn bị thu á thì thú thật là nó rất là căng thẳng, đúng không? Nhưng mà sau khi mà bọn mình hoàn thành mỗi một cái tập và chúng ta bước thêm được một bước nữa, tức là cứ mình cứ tập trung vào từng cái bước, mỗi bước mỗi tuần, thì cái cảm giác nó rất là, thực ra mình có chia sẻ ở trong một tập, cái cảm giác nó rất là hay, nó khó tả lắm. Tức là cái khoảnh khắc mà mình vừa thu xong và mình biết là cái tập này mình đã làm được một cái nội dung nó mình nghĩ là nó hay về mặt tài chính, về mặt đầu tư, cái thứ mà bọn mình cũng khá là quan tâm đó, thì và nó hay về cái khía cạnh là nó có một cái trigger về mặt cảm xúc nữa, thì nó là một cái thứ gì đó mà bọn mình thấy là nó xứng đáng được dành thêm một tập nữa, và tuần tiếp theo nó xứng đáng để chúng ta cố gắng thêm được một tập nữa, thì đó là cái cảm nhận của mình. Chứ thực ra nó cũng, nếu mà nói về khó khăn thì rất là nhiều, nhưng mà về cơ bản thì thị trường mà hiện tại thì ai cũng khó khăn như nhau thôi, tức là tất cả những cái vấn đề của cả thị trường ở trên toàn thế giới, thì nếu như mà mình kêu là mình ngồi đây và mình than là ok khó khăn quá thì nó lại kỳ, đúng không? Tại vì thị trường mà bây giờ ai cũng phải rất là nỗ lực để có thể đi tiếp trong cái chặng đường này, thì rất là nhiều khó khăn, nhưng mà chắc là bọn mình sẽ cố gắng, vẫn sẽ cố gắng tập trung vào cái bước chân tiếp theo thôi, cái tập tiếp theo thôi. Thực ra có một cái nữa, đây chắc là lần đầu mình chia sẻ về cái câu chuyện này, đó là nó là một cái thứ mà chắc chắn ai cũng biết luôn, mình hay gọi nó là the elephant in the room, là con voi trong căn phòng ấy. Đó là cái thế giới ngoài kia nó rất là rộng và mọi người nói với nhau không phải bằng tiếng Việt. Tiếng Việt là một cái ngôn ngữ mà chúng ta nói chuyện với nhau quen thuộc, cảm thấy ấm áp như vậy thôi. Nhưng mà nó là một cái rào cản khá là lớn khi mà nói chuyện ở nước ngoài. Mình làm business development ở Hương Cơ 68, thì đi nói chuyện với dự án ngoài rất là nhiều, có những dự án hay, có những dự án mà mình rất là muốn nghe chia sẻ của người ta và mang lên podcast. Nhưng mà cái câu chuyện khó là gì, là làm sao để nói, làm một cái phiên bản bằng tiếng Anh để mà có thể dễ digest, mọi người có thể dễ hiểu, có thể cảm và có thể thấy được những cái insight của người ta chia sẻ, thì nó cũng là một cái rào cản mà bọn mình muốn tìm cách vượt qua. Thì đó cũng là một trong những cái dự định mà mình muốn làm, không chỉ là cho Defined Discussion mà cũng như là Cơ 68. Mình sẽ muốn là tại vì như mình nói đó, nó một cái thị trường không biên giới và mọi người nghe rất là nhiều. Thực ra là chắc là mọi người cũng có biết đến Bangless. Bangless là một bên mà cũng gọi là media hả? Media thì cũng gần đúng nhưng mà không đúng lắm. Tại vì họ cũng làm nội dung với các thứ thôi. Nhưng mà cái branding của họ rất là lớn. Cái impact của họ, những cái thứ mà họ nói ra cũng rất là có sức nặng với thị trường. Thì cái giá trị mà họ tạo ra, đó là những cái giá trị mà bọn mình muốn tạo ra với Cơ 68 và với DeFi Discussion. Tuy nhiên lại câu chuyện là về ngôn ngữ. Mình hồi trước mình đã từng có suggest với Nguyên Lệ, hay là mình cứ thu podcast bằng tiếng Anh ấy, xong rồi có một đoạn kiểu mình ngồi recap lại những cái gì mà mình vừa nói ấy. Nhưng mà nghe như vậy nó hơi buồn cười, nó rất là kỳ. Tại vì thực ra thì nếu như mà làm một tập bằng tiếng Anh thì mình nghĩ nó cũng sẽ có thể làm được, nhưng mà cái mà độ gần gũi và có thể gọi là cái sự gọi là thoải mái khi nghe, không phải nghĩ quá nhiều, không phải qua một cái bộ lọc, một cái biên dịch hay là một cái dòng chạy chữ các thứ, thì nếu như mà mình cũng không biết nữa, chắc là có thể mình sẽ thử một hai phiên bản gì đó, rồi nếu mà được thì sẽ public, còn không đi giấu bởi vì thực sự thì
cái tiếng Anh mà để mà đưa lên cái định dạng âm thanh mà để nghe thì nó mà còn ở trong cái thị trường crypto nữa thì nó khá là nhưng mà thực ra nhá, có một cái câu nói như thế này của Bong Joon-ho là đạo diễn của Parasite, cái phim cách đây 2 năm, phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên được nhận giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất rồi, mình nhớ là như vậy. Thì khi mà lên giải ông Bong Joon-ho đại diện có nói một câu mà đến bây giờ mình vẫn nhớ, mình không nhớ nguyên văn nhưng mà đại ý của nó là cái thế giới của bạn sẽ mở rộng ra hơn rất nhiều khi bạn chịu bước qua cái rào cản là một dòng phụ đề. Thì câu chuyện là gì, là cái context ở đây là Parasite là một bộ phim nói tiếng Hàn Quốc 100% tiếng Hàn và đem chiếu ra cho thị trường Âu Mỹ thì tất nhiên là người ta phải có phụ đề. Thì và đó là một bộ phim thắng được giải Oscar, thì ý ông bảo là như vậy là cái thế giới của mình nó sẽ mở rộng ra hơn rất là nhiều khi mà mình chịu bước qua được cái rào cản của một cái dòng phụ đề đấy. Thì đến bây giờ mình vẫn nhớ về nó, 2-3 năm rồi nhưng mà mình vẫn không thể nào quên được cái câu đấy mà nói vậy. Và thế là người ta có thẩm quyền, có authority, có quyền để nói như vậy. Ok, thì mình nghĩ là nó cũng khá là nhiều những cái gọi là những cái kỷ niệm để nhìn lại sau 100 tập. Thì 100 tuần nó cũng nói nhiều so với nhiều những cái podcast, gọi là những cái podcast mà nổi tiếng và những cái podcast mà đã có chỗ đứng ở trong thị trường nội dung âm thanh như thế này. Thì nó không phải là cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà với bọn mình khi mà đã đi từng tuần và đến được với cái cột mốc 100 thì khi mà nhìn lại thì nó cũng rất là nhiều thứ đáng để suy ngẫm, và có thể một vài thứ đáng để cân nhắc cho thời gian tới. Thì mình biết là trong tuần này thì nhiều anh em sẽ quan tâm rất là nhiều đến cái từ khóa là pháp lý, đúng không? Về SEC, về Binance, về Coinbase. Nhưng mà ok, thì chắc là hẹn anh em ở đâu đó một cái tuần tiếp theo, và chúng ta sẽ quay trở lại với những cái câu chuyện liên quan đến thị trường, những cái câu chuyện nó back về cái domain chính, cái gọi là cái tay thuận của DeFi Discussion. Và tuần này thì nó hơi dông dài một xíu, có thể là một cái tập nó hơi lan man, nó hơi lạc đề, nhưng mà nó cũng phần nào thể hiện được là DeFi Discussion bọn mình không chỉ có tập trung quá nhiều về câu chuyện là làm sao để có được kiến thức, có được lợi nhuận ở trong thị trường DeFi, mà là nó phải có một cái gì đó vui, tức là một cái gì đó mình vẫn cảm thấy được cái sự hay và hấp dẫn của tài chính để bọn mình có thể bước tiếp trong những cái chặng đường phía trước. Nhưng mà mình có một thứ nữa mà mình muốn nói. Như trong mình cũng không nhớ chính xác là bọn mình nói cái này ở đâu. Nhưng mà mình có nói là cái việc mà bọn mình start cái DeFi Discussion này đầu tiên là để cho cá nhân bọn mình, là để chính bọn mình reflect lại, để gò bản thân lại và chấp nhận một cái vị trí dễ tổn thương là expose, là thể hiện ra cái quan điểm của mình cho tất cả mọi người khác đánh giá. Thì nó là cái động lực đầu tiên để mình bước chân lên con đường này. Và đến bây giờ sau 100 số, sau nhiều lần vật vã, sau nhiều thời gian, nhiều công sức các thứ, thì sau rất nhiều thesis tầm bậy thì nhưng mà đến bây giờ thì bây giờ mình mới bắt đầu thấy được cái return on investment vào đấy. Nó không phải là tiền, nó là kiến thức, nó là cái sức, cái thứ quý giá nhất mà cái hành trình này cho mình, đó là cái sự curiosity, cái sự giữ được cái sự tò mò về thị trường. Và hiện tại thì mình đang làm một cái thứ mà chắc là các bạn sẽ biết sớm thôi, khoảng một tháng từ bây giờ thì các bạn sẽ biết nó là cái gì. Chắc là sau này mình sẽ có một cái trò chuyện với Nguyên về câu chuyện đấy, nhưng mà cái hành trình của DeFi Discussion nó giúp ích cho mình rất là nhiều. Nó cho mình một cái tầm nhìn tổng quát về thị trường, nó cho mình nhiều cái input rộng, nhiều cái view nó thoáng, và khi mà mình đề xuất ra những cái topic, nói với những người dẫn đầu của cái thị trường này, những người mà visionary, mình gọi là visionary, những người mà shaping cái thị trường này á, mình có đủ thông tin, mình có đủ nền tảng để mình có thể nói chuyện với họ, thì nó là một cái return on investment rất là đáng giá
nhưng mà bây giờ thì mình chưa chia sẻ được, tức là hẹn mọi người lần sau. Nhưng mà điều gì thì mình vẫn rất là biết ơn khi mà đã bắt đầu cái hành trình này. Rồi thì chắc là đoạn này thì rào trước một xíu, tại vì bọn mình cũng không biết là tuần sau sẽ có 101 hay không. Nhưng mà thôi thì cứ cứ cảm thấy gọi là vui với cái tập, một cái tập recap tuần này nó cũng rất là hay. Khi mà nhìn lại, tại vì thường thường bọn mình hay có một cái, tức là nếu mà theo dõi DeFi Discussion anh em thấy là tầm khoảng vài chục tập gì đó thì bọn mình hay có một cái recap về nội dung để tổng hợp lại những cái từ khóa, và một tập recap liên quan đến cái góc nhìn, cái trải nghiệm của bọn mình khi làm cái series này. Thì cũng là một cái chặng đường nữa, tạm gọi là một cái season nữa đi. Thì cũng hết cái season này rồi, thì không biết là tuần sau có season mới hay không. Nhưng mà như mình nói đó thì cũng rất là vui khi mà có rất là nhiều sự hỗ trợ, cũng như là rất là nhiều sự ủng hộ, không những từ bên trong đội ngũ của tụi mình, mà còn là những cái sự hỗ trợ, những cái sự gọi là khích lệ rất là lớn từ anh em ở thị trường, ở trong cộng đồng. Thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em rất nhiều vì những cái tình cảm trong một cái khoảng thời gian nó cũng rất là dài. Thì cảm ơn anh em rất nhiều đã dành thời gian cho DeFi Discussion trong 100 tuần. Và không biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều. Yeah, ok, cảm ơn tất cả mọi người vì đã đồng hành đến tận thời điểm này với bọn mình, đến tận 100 tập. 100 tập. Và hy vọng là chúng ta vẫn sẽ có cơ hội để gặp nhau ở đâu đó, không ở đây thì ở chỗ kia. Và mong mọi người chân cứng đá mềm, tiếp tục lại với thị trường. Và see you again. Ok, rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại.